Nhân dân cha và con và Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy đến với ta mọi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sung cho các ngươi. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời thánh vịnh để bày tỏ niềm cậy trong của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương gói đến người thân của chúng ta là đức tổng tâm lo buồn và sợ hãi mới phải được cứu sống. Trong thánh chúng tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài vang Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa mông cuồn sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phóng ba cùng xô đông đông thân tôi. Trong gian chung tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài vang Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là đức tổng tao lô mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tới Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và nêu về ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân thưởng. Xin đoái thương phục sinh tôi tới Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tới Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh em thân mến, trước cái chết của Đức Tổng Phaolô đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta hãy cùng chạy đến với Chúa Giêsu cùng với Người. Chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin Chúa làm phép thi thể của Đức Tổng Phaolô đây với nước áo nhờ ý thức của tội vì thánh Phaolô biết tất cả chúng ta đã chịu thất trưởng trong sự chết của tội, là đã chịu thất trưởng trong sự chết của Ngài, và chúng ta cũng cùng chịu mai táng với Ngài để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Nếu chúng ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết giống như cái chết của Ngài,
thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại, trong sự vật. Trong này thánh nhân vì tình rửa tội, tôi tới Chúa là bao lâu của cộng đồng đã bắt lấy Đức Kitô. Vậy xin cho cũng được hoàn hảo liên quan trong ngày Đức Kitô đến. Chúng con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh em thân mến, chúng ta hãy đọc lời cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi và ban cho Đức Tổng Phaolô được yên giấc ngàn cùng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tôi tới Chúa đây là Phaolô được yên nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh em thân mến, giờ đây chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. Chúng ta hãy thành khẩn cầu nguyện cho linh hồn Phaolô mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho Đức Tổng Phaolô sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Phaolô đã được chịu phép rửa, đạt khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho Phaolô, hy vọng Phaolô được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Amen. Lạy Cha, Cha đã gọi Đức Tổng Phaolô ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây ngay từ giờ phút này vượt thoát còn tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ đây chúng ta đọc một cái lời chan, một cái chứng kiến, một cái vượt sâu cầu cho như thế nào Đức Cố. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi Đa Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Phaolô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Phaolô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Từ chuông liên hình của tôi, vòng tiếng
bao linh hồn công an. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe loan con cái thiết tha van nài. Từ đường sâu tiếng không than, còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Chúng con trong tế thánh thiên mẹ khi nhờ lời xin chưa chia chưa bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn được nâng đồng trên biển biên xa hương lan. Hàng chữa chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Thương xót chúng con để trái tim chúng thân được sáng đức bà Maria. Cầu cho chúng con để ông thánh Giuse là bà thân sáng đức bà Maria cho đời đồng chí. Cầu cho chúng con được phương ban sự bình an. Cầu cho chúng con các thân vinh vì đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Yêu thương mà Đức Tổng dành cho giáo hội, dành cho những người con ở phương xa, đặc biệt là linh mục và tu sĩ. Tất cả chúng con đều có một chỗ rất quan trọng trong trái tim của Đức Tổng, thể hiện qua sự yêu thương, qua những tình cảm, sự ưu ái mà Đức Tổng dành cho chúng con cho đến giờ phút cuối đời. Đức Tổng ra đi trong sự hiện diện của chúng con, Đức Tổng vẫn nằm mãi trong trái tim của chúng con. Và xin Đức Tổng cầu bầu cùng Chúa cho anh em của chúng con trong ơn gọi của mình, cho tất cả những người con về khắp nơi trên thế giới được giữ vững đức tin, được tiếp tục đời sống đạo hạnh để mãi mãi mang lại niềm vui của tin mừng mà Đức Tổng đã sống rất nhiều năm trong sứ vụ mục tử của người. Xin Đức Tổng cũng thương cầu bầu cùng Chúa mà chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện cùng với Hội Thánh Việt Nam để cho di hài của Đức Tổng được về đến quê hương bình an, mọi sự được tốt đẹp, nơi có rất nhiều người thân yêu đang mong chờ. Và chúng con xin đại diện cho toàn thể anh em nơi đây gửi lời vấn ưu và chia buồn đến toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam và cách riêng là giáo hội tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn và gia đình thân quyến, quyến tộc và linh tộc của Đức Tổng Phong Linh. Quốc đại diện cho Đức Tổng Đức Tổng. Long xin đại diện cho gia đình
Con chào ông. Con tin chắc rằng trong tâm trí của thành viên trong đại gia đình sẽ vẫn luôn in đậm hình ảnh một người anh em, một người chú, một người ông với nụ cười luôn nở trên môi, với tim luôn lòng ấm, với tình cảm gia đình luôn luôn thân thiết, cho dù ông ở địa vị nào, chức vụ nào, tình cảm ấy xin ông mang theo nhân lên tòa Chúa, bên tòa Chúa xin ông tiếp tục cầu bầu cho gia đình mỗi thành viên để đời sống, việc là đời sống của chúng luôn luôn được tiến bước noi gương ông trong tinh thần phục vụ, trong tinh thần tin tưởng đặc quán, và đặc biệt là cho mọi người tìm được nơi Chúa là một của mình. Con xin cúi đầu tự biệt ông. Nhớ con xin được thay mặt cho con cầu nguyện giáo phận giám mục các linh mục tu sĩ phụng sự tất cả các chị em giáo phận xin tự nguyện tu tập và chúc lành cho con luôn giữ được cái tu tập cho con tin và tự trọng lời cầu nguyện của chúng con, và xin chúc tiếp tục chúng con giờ đến toàn thể tổng giáo phận và đức tổng đã trong nhiều năm qua đã công hiến cho ta yêu yêu công sức cũng như tình thương dành cho cả cho con. Một lần nữa con xin được đại diện cho toàn thể tổng giáo phận Sài Gòn xin kính chào lễ tiệc tổng. Cao hoa ra hoa tươi xinh, như
vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này. Là nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại.